Dạ, em xin mến chào đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Ngọc Channel. Và mến chúc đại gia đình của mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha quý vị. Thì buổi sáng ngày hôm nay không khí khá là mát mẻ và trời nắng rất là đẹp, cho nên là em rất là nhớ đại gia đình của mình. Ngày hôm nay em xin phép lên đây để kể cho quý vị nghe một câu chuyện có một cái tiêu đề khá là hấp dẫn: cá rô mề. Nghe cái tiêu đề thì người ta cũng sẽ không hiểu đó là nói về cái gì. Thì đó là nói về cái chuyện mà có liên quan tới con cá rô nha quý vị. Nhưng mà cáo một cái anh chàng này, ảnh đã để ý cái chị gái không có chồng này lâu lắm rồi. Nhưng mà ảnh đang tìm cách và ảnh đã dụ chị ấy như thế nào, bốn phát nha quý vị. Tôi nói chịu đời sâu thấu. Mến mời đại gia đình của mình cùng thưởng thức cái câu chuyện ngắn này nha. Là ở trong một cái làng nọ đó, thì có một cái chị gái này, chị không có chồng mà chỉ rất là đẹp luôn, chỉ xinh xắn, dịu dàng, thùy mị, nết na, hiền thục vô cùng. Nhưng không hiểu vì sao mà chị lại không có chồng nữa. Có thể nói rằng do là tính tình hay sao đó, chứ chỉ đẹp vậy mà. Thì ở trong cái làng đó thì có một cái anh này quá vợ, cho nên là ảnh ở vậy. Cho nên là đàn ông mà quá vợ lâu ngày lâu tháng thì đôi khi là cũng nhớ vợ của mình lắm. Cho nên là hàng ngày á, ảnh không muốn đi thêm bước nữa, hàng ngày ảnh đi câu cá, rồi ảnh bắt cá lóc, cá trê đồng này nọ kia đó. Rồi nếu mà bắt nhiều quá thì kho ăn không hết đó, thì đem ra chợ bán để đổi lấy gạo, mà sống có mình ên vậy thôi. Thì ở trong cái làng thì cũng có vài chị em phụ nữ thôi chứ không có đông. Cho nên là ảnh cũng để ý cái chị này lâu rồi, nhưng mà không có dám ngỏ lời, tại thấy chị này chỉ khó tánh quá. Thì ngày hôm đó đó là anh ấy đi bắt cá trê cá rô, nhưng mà không ngờ là sao mà cá ruộng toàn là cá rô không, mà con nào con mấy bự lớn vậy nè. Ảnh bắt đầu được một giỏ mấy chục con luôn. Thế là ảnh thấy là cũng nhiều quá rồi, ảnh bắt đầu là ảnh quyết định là ảnh đi về. Thì trong quá trình mà ảnh đang bưng cá để mà đi về đó, thì ảnh đi ngang nhà của chị hay đàn bà không chồng này. Chị này thì chiều á chỉ đứng chỉ lặt rau ở trước nhà để chuẩn bị vô nấu cơm chiều đó quý vị. Thì khi mà chỉ đang lặt rau như vậy mà cái người con gái ở dưới quê đó thường thường hay bận áo bà ba, mà cái cổ áo thì nó rộng. Mà anh này thì ảnh đi ngang qua, ảnh cũng hiếu kỳ, ảnh nhìn liếc qua một cái thôi thì ảnh thấy chị này chỉ mặc áo mà cổ chỉ hơi rộng. Mà chị là đàn ông mà thấy phụ nữ mà đẹp mà bận áo mà cái cổ nó hơi rộng á, thì cũng khá là hiếu kỳ và vô cùng ánh mắt thì nó cứ tập trung vô chỗ đó thôi à. Thì em nói là quý vị biết là chỗ nào rồi ha. Cho nên là anh chàng này nè, ảnh mới nghĩ trời, bây giờ là mình để ý cái chị này lâu rồi mà mình không có dám ngỏ lời. Bữa nay thôi mình lấy hết sức can đảm, sức bình sinh mình để mình hỏi, mình nhờ chị giúp coi biết đâu được chị giúp mình sao. Thì nhìn vậy thì chịu không nổi, thì anh mới lại gần, ảnh mới hỏi chứ chào em. Nói thiệt á là anh thì ở hàng xóm đó, thì cũng biết nhau nhưng mà ít nói chuyện. Em khỏe không? Dạ em khỏe, nay anh đi đâu vậy? Anh đi câu cá hả anh? Thì cái chị này chị cũng vui vẻ lắm, cũng nói chuyện hàng xóm láng giềng mà. Thì anh này anh mới nói ừ, bữa nay anh đi câu cá, mà bữa nay sao trúng mùa cá trê không thấy đâu, mà cá rô quá trời, con nào con nói bự 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 chà bá lửa luôn. Anh có chuyện này anh muốn hỏi em. Dạ anh cứ hỏi đi anh. Con gái miền Tây hiền lành chất phác vô cùng luôn, mà cô gái này cái mặt cũng có duyên lắm nha. Cho nên là anh này anh mới nói chứ thật ra đó là anh đi ngang qua đây, anh thấy em đang đứng lặt rau mà em bận cái áo nó hơi đẹp quá đó, với anh cũng mất vợ lâu rồi, em có thể nào em kéo cái áo một chút xíu cho anh nhìn cái, anh cho em ba con cá rô đó, tại vợ anh mất lâu rồi đó, thì em giúp anh được không? Cho nhìn xíu thôi, anh cho em ba con cá rô. Thì nghe vậy thì chị gái chỉ suy nghĩ, nói trời sao đàn ông gì mà kỳ ta, mình đi khi không cái đòi nhìn xíu cho ba con cá rô, mà ủa mình đâu có mất cái gì đâu ta. Thôi cũng được, chị nghĩ vậy chị không có mất gì hết, cho nên là nhìn cái thôi đâu có mất mát gì đâu, thôi cậy đi cho nhìn cái đi chắc không sao đâu, chứ tội nghiệp cha này vợ mất lâu nữa. Dạ thôi được rồi, nhưng mà anh hứa là anh giữ lời nghe anh. Nè em không tin ha, bây giờ cái rổ rau em đây phải không, để anh vớt ba con cá rô của anh nè, bự bự không không, anh cho em nè, 1, 2, 3 anh đếm hẳn hoi ha. Thì xong xuôi là chị này chỉ nhận cá rồi, thì chị cũng kéo hơi hơi xuống vậy nè, kéo hơi hơi xuống vậy nè. Cái anh này anh nhìn xong thôi thì tao nói giọng thứ đàn ông mà tao nói nhìn thì cái nói nó cái người nó rần rần đâu có đi về được. Bắt đầu là
Em ơi, không ấy à, em giúp anh thì em giúp cho chót đi. Anh thấy em cũng đẹp quá. Không ấy em kéo cái quần em xuống chút à, cho anh nhìn cái thôi. Anh cho em 6 con cá rô. Nè em nhìn không? Em thấy không? Cá của anh con nào cũng lấy bự chà bá lụa không à. Thì nghe vậy thì chị gái thì chị cũng suy nghĩ, sao mà anh này ảnh được voi đòi tiên ta? Hồi nãy tự nhiên khi không đòi nhìn trên, rồi bây giờ nồi nhìn dưới, nhìn chút xíu nữa. Ủa mà nhìn thôi, mình đâu có mất mát hay gì đâu, mình đâu có sao đâu, của mình cũng còn y nguyên à. Suy nghĩ thì thấy không có mất gì mà còn được thêm 6 con cá rô nữa. Tao nói mấy con này đem về ăn không hết, đem ra chợ bán hả? Tao nói đổi lấy gạo, mắm, muối, ngọt ăn cũng có lý á. À thôi được rồi, nhưng mà anh hứa là anh chỉ nhìn thôi nha. Ừ, anh hứa thôi. Nè anh cho em nè, một đếm nè ha, đếm nè, 1 2 3 4 5 6, 6 con cá rô em thấy không? Anh là tao nói năm tử hán đại trượng phu, nói lời là giữ lấy lời. Xong xuôi thì chị gái thì chị cũng kéo xuống một chút, ông nội kia cũng dòm. Tao nói giọng thứ mà làm vợ mất lâu năm nữa, bữa nay nhìn như cũng có cảm giác hay sao á, muốn đi về mà đi không có được, nó cứng ngắc rồi đi không có được. Em ơi, anh đi về không có được, anh muốn đi về lắm mà về không được. Không ấy em giúp anh lần cuối đi. Giờ em cho anh á, để cái của anh vô cái của em một chút xíu thôi, tăng tăng ở ngoài một chút xíu thôi. Anh cho em hết cái rổ cá rô này luôn, em đồng ý không? Thì nghe vậy thì cái chị này chỉ bực lắm, chỉ nói trời sao đàn ông đâu mà sao mà vô duyên thấy sợ luôn nhé. Khi không mà hồi nãy là đòi thấy, ta cho thấy thì dùng rồi để vô chút xíu nữa. Mà ủa, mà để vô chút xíu mình đâu mất gì đâu, của mình nó cũng còn y nguyên à. À thôi cũng được à, nhưng mà anh hứa là anh để tăng tăng chút xíu thôi nha, ngoài thôi nha anh. Ừ anh hứa thôi, anh hết cá rồi chút xíu tăng tăng thôi à. Trời ơi, em giúp anh vậy anh mang ơn em dữ lắm luôn á. Thế là cái cô này cổ mới dắt ông nội này vô nhà đó. Thì không, nhà cô này thì đâu có ai đâu, thì bắt đầu ông nội này ông để vô hơi tăng tăng cái xíu vậy nè, không có nhúc nhích, không có động đậy gì hết á. Rồi anh lấy ra anh nói thôi vậy anh đi về nha. Thì cái cô này cũng đâu có cho, trời ơi giọng thứ mà tôi nói để y nguyên mà không có động đậy nhúc nhích cục kịch gì hết á. Thì cái chị này chỉ đâu có chịu, chứ nói sao mà kỳ quá, đàn ông chay kỳ quá. Thì à, cô này cô mới nói anh ơi khoan đã, sao anh không có nhúc nhích động đậy hay là lúc lắc lung lay gì hết trơn vậy mà anh nằm y nguyên kỳ vậy? Thì hồi nãy anh nói em mà đó, là anh hết cá rồi, anh nói là anh chỉ để tăng tăng ở ngoài thôi rồi anh về, em giúp anh vậy là anh vui lắm rồi, cảm ơn em nhiều lắm, chứ anh đâu còn cá đâu mà anh cho em, nếu mà còn thì dám anh cũng cho lắm á. Giờ anh hết cá rồi thôi anh về. Thì cái cô này cổ đâu có chịu cho về. Khoan, anh đâu có là về gì mà về kỳ á, tự nhiên khi không bỏ người ta về kỳ á. Bây giờ á em nói anh hết cá thì kệ anh, nhưng mà có cái là anh phải làm á, cho nên tới nơi tới chốn làm đâu đó cho nó đàng hoàng đi. Em á, em hứa là em cho anh hết cái vỏ cá này luôn nè, đó, làm cho đàng hoàng nghe không. tới giờ chị này chỉ kết mô đen anh chàng này rồi đó, coi như là của anh này cũng còn y nguyên à. Coi như là hồi nãy anh cho cá nhiêu là bây giờ chị này chỉ nói bây giờ làm cho đàng hoàng, làm cho nó ok đi, là em cho hết cái vỏ cá này luôn đó. Thì đây là cái câu chuyện cá rô mề rất là hay và thú vị à, chuyên đề phụ nữ nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã luôn ủng hộ cho kênh kể chuyện của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.